Đây là cái phong cảnh sinh thái quý vị ơi. Đồng Nang Hạ Sơn Quỳ Hợp. Ai chưa đến hãy theo dõi video nha. Theo dõi video để tham quan khu du lịch sinh thái này nha. Nước đun từ trong cái bể này này. Nước đun lên từ trong cái bể này quý vị. Đấy, có cái lạ phải không ạ? Đây. Đó, nước đang đùn đấy. Mình xuống đây là trơn trượt lắm này. Đó, quý vị. Nước đùn đây. Hay quá ha. Đây là khu vực sinh thái.